Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở mọi người con Chúa cần biết sử dụng những ân tứ Chúa ban cho để đem lại lợi ích cho công việc Chúa và cho nhiều người. Bài học nêu trên phân đoạn Kinh Thánh, các quan sát chương 16, câu 15 đến câu 31, với tựa đề Mạnh cơ bắp, yếu tiết độ. Bấy giờ nàng mới nói rằng, làm sao chàng nói được rằng tôi yêu nàng, bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi. Chàng đã gạt tôi 3 lần và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn của chàng. Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi, ghẹo lòng rối trí người, đến đổi người bị tức mình hòng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng, dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ, ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác. Dalila thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Philistine mà rằng, lần này hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi. Vậy các quan trưởng Philistine đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mái tóc trên đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bấy giờ nàng nói, ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Người thức dậy mà rằng, ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải xây cối trong ngục. Song tóc người đã bị cạo, khởi mọc lại, và các quan trưởng Philistine nhóm lại đặng dân của tế lễ lớn cho Dagon, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng, thần chúng ta đã phó Samson vào tay chúng ta, là kẻ thù nghịch chúng ta. Dân sự vừa thấy người cũng cất tiếng ngợi khen thần mình mà rằng, thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hại xứ chúng ta và đã giết biết bao nhiêu người. Đương khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng, hãy gọi Samson để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy chúng dẫn Samson ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng, người ta để người đứng giữa các cột. Samson bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng, hãy buông ta và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó. Vả, đền đầy những người nam, người nữ và hết thảy các quan trưởng Philistine đều ở đó. Tại trên sân mái đền cũng có độ gần 3.000 người nam và nữ xem Samson làm trò. Bấy giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi, chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philistine về sự mất 2 con mắt tôi. Samson vớ lấy 2 cây cột ở chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào mà rằng, nguyện tôi chết chung với dân Philistine. Đoạn người ráng hết sức, xô 2 cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Kế đó, anh em người và cả nhà cha người đi xuống, đem thay người về, chôn tại giữa Sorea và Etaon, trong mộ của Manoa, cha người. Samson làm quan xét trong Israel 20 năm. Câu gốc của bài học: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8 và câu 9 phần A. Câu hỏi suy gẫm: ông Samson là ai và Chúa muốn giao cho ông sứ mạng gì? Người Nasire phải giữ những điều cấm kỵ nào? Vì sao ông Samson mất hết sức mạnh, bị bắt và bị khoét mắt? Chúng ta học được gì qua cuộc đời của ông Samson?
Kính thưa quý vị, ông Samson là con của một cặp vợ chồng hiếm muộn. Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra và báo cho họ biết rằng họ sẽ có con và con ấy sẽ là người Na-si-rê từ trong lòng mẹ, với nhiệm vụ giải cứu dân mình khỏi ách thống trị của người Philistine. Các quan sát chương 13 câu 1 đến câu 5. Na-si-rê có nghĩa là biệt riêng ra cho Chúa và phải giữ ba điều cấm kỵ: không uống rượu, không cạo đầu, không đụng đến xác chết. Dân số ký chương 6 câu 1 đến câu 8. Tuy biết mình là người được Chúa chọn và ban sức mạnh siêu nhiên, nhưng ông Samson nhiều lần không giữ nghiêm luật Na-si-rê. Kẻ thù muốn biết do đâu ông có sức mạnh vô song và làm cách nào để chế ngự ông, nên họ dùng mỹ nhân kế. Cô Dalila, người yêu của ông là một phụ nữ Philistine, đã dụ dỗ ông tiết lộ bí mật. Trước sức mạnh của tình dục xác thịt, sau ba lần dự kín, nhưng cuối cùng ông thất bại trước những lời năn nỉ ỉ ôi của nàng Dalila. Kẻ thù đã xông vào, cạo đầu ông Samson đang khi ông ngủ mê mệt trên đùi người tình. Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ông mà ông không biết. Câu 20. Ông Samson bị bắt, khoét mắt, đem xuống thành Gaza, bị trói bằng dây xích đồng và bắt xây cối trong ngục. Ông Samson được Chúa ban ân tứ lớn, có sức mạnh vô song, nhưng ông hoàn toàn thiếu tiết độ. Ông sử dụng sức mạnh cho tư kỷ thay vì để giải phóng dân tộc theo ý Chúa. Mặc dù Chúa đã nhậm lời cầu nguyện chân thành và ban cho ông sức mạnh siêu nhiên lần cuối để tiêu diệt toàn thể thủ lĩnh cùng những người tham dự tế lễ trong đền thờ tà thần Dagon, và ông chết chung với họ. Mặc dù tên ông được liệt vào danh sách anh hùng đức tin trong Tân Ước, Hebrews chương 11 câu 32, nhưng cuộc đời ông Samson chẳng những thất bại như một cái thành hư nát không có vách ngăn, Châm Ngôn chương 25 câu 28, và cũng đã nêu gương xấu cho hậu thế về sự thiếu tiết độ của mình. Ân tứ Chúa ban cho chúng ta là để phục vụ, làm lợi ra cho Chúa. Người chôn giấu ân tứ hoặc thiếu tiết độ trong việc sử dụng ân tứ cho mục đích sai lạc theo tư dục mình là phạm tội với Chúa. Chúng ta ai cũng nhận được một hoặc nhiều ta lân Chúa ban. Xin Chúa cho chúng ta tránh gương xấu của ông Samson, biết thuận phục Thánh Linh để sống tiết độ trong việc sử dụng ân tứ, đem lại lợi ích cho Chúa và cho nhiều người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã cứu con và ban ân tứ để con phục vụ. Xin giúp con biết đầu phục Thánh Linh để từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian, mà sống cách tiết độ, tin kính và công chính trong đời này. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có tiết độ trong việc sử dụng ân tứ Chúa ban không? Chúa ban sức mạnh Samson vì thiếu tiết độ ngã lòng tiếc thay, cho con đầu phục Ngài ngay, sống đời tin kính tỏ bày ơn Cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.